Khổ. Vừa thấy con mẹ bóng thằng Tuấn Phúc phát là phải tắt lên ai vội. Tại vì nói thật ra là thằng ấy nó nhiều thịt lắm. Mẹ nó lên đấy là nó đè mình. Nhưng mà đôi khi một video dài quá nó cũng hơi nhàm. Thì đại ý các ông ấy hỏi giá hỏi riết thì tôi có bảo mấy các ông ấy rồi, là cái thủy nó đo quy cách với cả nó bán hàng. Mình có bán hàng đâu. Với cả thường là những cái bạn như này này, ở trong cuộc sống này thì thường là các bạn là hay với những người người ta biết rồi ấy, thì là người ta muốn mua hàng. Mua hàng thì thực ra những cái video của mình nó thành ra nó như kiểu trò cười ấy. Mẹ không đăng tao đang muốn mua hàng ngoài này cứ nói chuyện đâu đâu ấy. Thì là những cái ý là các bạn khi các bạn muốn mua hàng là các bạn biết là sản phẩm này là sản phẩm gì rồi. Giá nó rẻ hay nó đắt hay thế nọ thế kia thì là ở các cái chuyên mục của cái thủy. Chứ còn tôi nói thật ra là tôi cái tính của tôi nó bao đồng. Thì cái tâm nguyện của mình thì nói chung cũng chỉ muốn là nói cho những người, thứ nhất là người ta không biết, người ta đang tìm tòi cái câu hỏi mà ngày đêm, hàng đêm nó cứ vắt tay lên trán rồi vắt chân lên trán rồi chán lại rồi buồn ngủ rồi lại ngủ mà không tìm ra cái câu trả lời. Đấy thì là nói thật ra là như thế là các ông ấy mai sau mới là ngấm đòn mới cảm ơn mình. Chứ đôi khi là cuộc sống nó đã quá nhiều những cái nhảm nhí rồi. Mình không muốn mang những cái nhảm nhí khác nó đến cho mọi người đâu. Mà chỉ muốn là nói chung là ở trong các cái buổi như này này, mà các ông nào ông ấy còn đang đau đáu trong cái việc công ăn việc làm hay là thu nhập, hay là những cái câu hỏi là ví dụ như là trồng cây này thì bao giờ nó làm củi, thì cái mộc hương này thì là tôi phải nói thật cho mọi người là mọi người may mắn là đúng vào cái trào lưu này. Thì là sau khoảng tầm 3 năm hoặc 5 năm hoặc là 10 năm sau nó lại có một trào lưu mới. Thì mọi người nhìn từ cái trào lưu này để mọi người có cái nhìn với cái trào lưu sau. Cuộc sống nó lại hay như thế. Tại vì bao giờ nó cũng thế, nó là cái vòng lặp lại. Thì tôi cũng nói rồi, với những người không biết thì tôi phải nói thật là cái nền văn minh của con người hiện tại bây giờ nó không phải là nền văn minh duy nhất và số 1. Mà trước đấy thì tôi bảo rồi là có những cái nền văn minh khác nữa, nhưng mà người ta lại vì một cái tai nạn như thế nào đấy mà người ta chết bả nó hết rồi. Bây giờ thì nói thật ra là nếu mà mọi người bảo là cái túi bóng nó nâu nó phân hủy, nhưng mà khổ cái là ví dụ như nghìn năm sau nó mới phân hủy thì con người ta, ví dụ như con người này mà đã chết đi rồi đến mấy nghìn năm sau nó mới có một loại khác, thì cái túi bóng ấy một nghìn năm sau nó phân hủy, nhưng mà nó lại bị chôn vùi ở dưới cái tầm mặt đất này của hiện tại này, nó tầm mấy trăm mét hoặc là mấy nghìn mét ấy, thì người ta cũng không tìm ra được. Đại bộ phận mà nói thì ở trong cái tư duy của chúng ta thì các bạn phải hình dung là nói ngắn gọn để xúc tích cho mọi người hiểu này. Nếu mà chào mừng các bạn đến với mộc hương và sau khoảng 5 năm đến 10 năm nữa thì nó lại rộ lên một cái xu hướng khác và nó cũng lặp lại như thế thôi. Nó cũng lại lúc lên đến cao trào. Và sau đấy thì nó làm một quá trình gọi là người ta ngừng sản xuất số lượng nó lại nhỏ lại, ít lại. Thì các bạn có một cái tư duy từ cái mộc hương này đến các cái loại khác, trong vòng 5 đến 10 năm nữa nó lại rộ lên một cái xu hướng khác. Nó là một cái quá trình nó lặp lại. Chứ còn nếu các bạn không tham gia, các bạn không xem những cái video này, hoặc các bạn không đi vào cái vòng xoáy của nó, thì một lúc nào đấy thôi, ai rồi cũng sẽ vướng vào những cái trào lưu khác. Hiện tại bây giờ nó đang là mộc hương, tôi thì tôi không dám nói là nó sẽ tồn tại vĩnh viễn hay 10 năm, 20 năm nữa thì nó vẫn thế này. Mà cái gì cũng thế, nó có cung, có cầu, có xu hướng. Đấy, khách hàng. Đấy, gà đang vào chuồng. Không, tôi không chăn 4 con gà này. Con gà nó tự vào chuồng. Xịt. Tí nó hỏi các ông này xem ai chăn các ông nhá. Các ông này là được ai chăn này. Còn nó cứ bảo mình chăn gà. Cứ bảo mình chăn gà. Rồi xong rồi tí nữa chúng nó lại bảo là chắc chắn là phải bỏ tiền ra thuê mấy ông này ông ấy đến để hỏi giá cho nó đông, cho nó vui. Các bạn phải hình dung mộc hương để làm gì bạn. Thực ra là nó là cây cảnh. Và nói chung là hương nó thơm. Và nói chung là giá nó phụ thuộc cái cung cầu của thị trường, nó do xu hướng đó. Nên uống cà phê hay để mang. Nhưng mà đang ở dưới này nó xuống đây nó mất sóng. Đang tức là khi mà mọi người nghĩ là chăn gì hay chăn gà hay các thứ linh tinh, thì thực ra là tôi không đặt nặng cái vấn đề chăn nọ chăn kia. Trong cuộc sống thì bao giờ cũng thế, nếu các bạn không bị chăn thì khó lắm, thì chỉ có ngửa tay xin tiền bố mẹ thôi. Mình nếu mà mình không bị chăn thì không là người chăn thì mình sẽ bị người khác chăn. Cuộc sống nó là thế.